Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ nối với vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông, kết hợp với hội tụ gió lên đến 3.000m dịch chuyển dần sang phía đông, nên trong hôm nay và ngày mai, vùng núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Từ ngày mai trở đi đến ngày 21 tháng 7, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm trên đợt, có nơi trên 250mm trên đợt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Bà con cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi. Lưu xuống khu vực Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ lại có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Đến chiều tối và đêm, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ lại tiếp tục tăng mưa hơn. Dự báo đến khoảng ngày 18 tháng 7, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, sau đó lan rộng lên đến khu vực Trung Trung Bộ. Trên biển, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 17-20 độ vĩ Bắc, nâng trục dần lên phía Bắc. Từ nay đến ngày 20 tháng 7, khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Từ ngày mai đến khoảng ngày 24, ngày 25 tháng 7, gió mùa Tây Nam trên khu vực giữa và Nam Biển Đông mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, sóng biển cao từ 2-4m, biển động. Tiếp theo sẽ là tin áp thấp nhiệt đới và bão hoạt động trên Biển Đông. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên Biển Đông đang hình thành một vùng áp thấp. Vị trí trong áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,5-18,5 độ Vĩ Bắc, 117-118 độ Kinh Đông, trên khu vực Đông Bắc Biển Đông và có khả năng mạnh thêm. Theo như nhận định dự báo, vùng áp thấp này sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới nhưng rất khó mạnh lên thành bão. Vùng áp thấp này sẽ di yếu dần và gây ra mưa diện rộng cho toàn khu vực. Ngoài ra, hiện nay có một vùng áp thấp ở khu vực Tây Thái Bình Dương mang mạng hiệu 98 PK. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc, 133,4 độ Kinh Đông. Dự báo vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên thành bão trong 24 giờ tới và có thể là siêu bão. Cơn siêu bão này sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và phát triển lên rất mạnh với sức gió cấp 10 đến cấp 11. Từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 7, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và mạnh thêm trong những ngày tiếp theo. Đến trưa ngày 23 tháng 7, cấp gió mạnh đạt đến mức cấp 17. Dự báo bão này sẽ đi thẳng vào Biển Đông của Trung Quốc. Thưa quý vị, theo như quan sát thì trên khu vực Tây Thái Bình Dương lại xuất hiện thêm một vùng áp thấp cực mạnh nữa. Theo nhận định mô hình dự báo sớm của Mỹ GFS cho biết, thì vùng áp thấp này tiếp tục phát triển và mạnh lên thành cơn bão với sức gió mạnh cấp 9, cấp 10. Đến khoảng từ 1 đến 2 ngày sau đó, cơn bão này tiếp tục mạnh lên. Hướng đi, vị trí di chuyển của bão chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong những bản tin sắp tới. Tuy nhiên, đây chỉ là dự báo sớm, tình hình trong thực tế còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Và tiếp theo, ngay sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết cho các vùng miền trên cả nước. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nam đến đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34-36 độ. Từ đêm nay đến ngày 26 tháng 7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng thời kỳ từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 7 có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Sang đến thời tiết phía Tây Bắc Bộ, có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ, có nơi trên 37 độ. Từ đêm nay đến ngày 26 tháng 7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng thời kỳ từ đêm ngày 19 đến ngày 21 tháng 7 có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Sang đến thời tiết khu vực
phía đông bắc bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nam đến đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Từ đêm nay đến ngày 26 tháng 7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Liên thời kỳ từ đêm ngày 18 đến ngày 22 tháng 7 có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Xuống đến thời tiết, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Từ đêm nay đến ngày 21 tháng 7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 7 có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Xuống đến thời tiết các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Phía Bắc có nơi trên 34 độ. Từ đêm nay đến ngày 26 tháng 7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng thời kỳ từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 7, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sáng đến thời tiết, khu vực các tỉnh Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào vài rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Từ đêm nay đến ngày 26 tháng 7, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng chiều tối có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Lưu xuống thời tiết, khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Từ đêm nay đến ngày 26 tháng 7, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng chiều tối có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cuối cùng là dự báo thời tiết biển. Vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Riêng phía Nam gió tây nam cấp 3, cấp 4. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay đến đây đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.